Thằng Hà đéo mà quay, anh vào quay, ông An Thư Duy cứ đuổi anh ra. Mấy phần ấy bình thường thì cho quay, nhưng mà đến phần open mê đực cái rồi là phần ấy đếch cho quay. Đúng rồi, di chuyển đi. Di chuyển chậm đi nào. Đang chuẩn bị những phần quà cho những thí sinh. Cầm mẹ lên đấy trước đi. Danh hiệu thôi chú ạ. Để chúng ta chuẩn bị về sân khấu để tiến hành giao tiếp và huy chương và quà nhà tài trợ. Chia hết cho túi đi, tùy. Chạy nhanh nhá. Chạy nhanh nhá. Vào vòng khu chạy nhanh nhá. Chạy đi. Rất ấn tượng, hai viên đi cái tham dự vòng thi cuối cùng sang lại cái đẹp bắt hơi. Hai thí sinh thể hiện rất ấn tượng trong vòng thi. Dừng lại này. Hai thư tiến lên đi. Bên quốc phục quà về khu vực tổ chức để anh nhờ tí ạ. Di chuyển chậm. Số ganh số 10 di chuyển chậm lên phía trước đi ạ. Chú mệt rồi. Đề nghị chú chó chạy đi ạ. Anh mệt quá rồi, anh không đi nữa là chó nó cũng không theo. Đề nghị số người di chuyển nhanh lên đi ạ. Ôi giời ơi, mệt quá. Ê, tụt quần rồi. Anh em muốn tiếp tục di chuyển đi ạ. Đây anh này đang nhử chó của anh ấy đây.
Tôi vừa di chuyển chạy nhanh lên ạ, hai vòng lên ạ. Tôi vừa chạy nhanh ạ. Bạn kia về đích trước một vòng rồi. Tôi xin đánh giá nhóm tranh là nhóm cái lựa ra con cho cái đẹp giống với cái tiêu chuẩn của nó. Thứ nhất là hình thức bên ngoài và đáp ứng, thứ hai nữa là cái kiếp phối hợp giữa hai lơ và người chủ, thứ ba nữa là hiện trạng của con cá. Hiện tượng lên là con đây là có hai con chó số danh là 24 và số danh số 10, độ tuổi tương ứng nhau, chênh lệch nhau 6 tháng. Nhưng con chó số 10 do cái vấn đề sự chuẩn bị không được tốt trong quá trình trước thiền thu thi, nó đã bộc lộ lên những cái điểm hạn chế so với con chó số 24. Còn vấn đề chi tiết lên đã có đánh giá trong cái hạng thi của nó rồi. Con chó thắng đợt nhất có cái sơ thi Thái Nguyên ngày 27 tháng 12 năm 2020 là mang số danh số 24. Xin mời chủ và anh ơi sẽ trình bày một dòng chạy cho tất cả anh em. Xin chúc mừng số danh 24 có đọc. Chúc mừng số danh 24 ạ. Thí sinh cái đẹp nhất sơ. Chạy đi nào, chạy nhanh nào. Xin mời ở trên ngưỡng bước chạy của số danh 24 đặt danh hiệu tất cái đẹp nhất giải. Xin mời tất cả các thí sinh tham dự mặc áo số của mình vào đây ạ, để chúng ta tiến hành trao giải để nhận cúp.